Đợt này nhà mình có hai cái cây chay ruột đỏ này rất là đẹp ạ. Cái cây đầu tiên là cái cây mà lá xanh xanh nhiều nhiều như này ạ. Chiều cao của cây thì khoảng tầm 5 đến 6 mét. Còn cái đường kính gốc của nó khá to nhé. Nếu mà đường kính đo sát gốc của nó thì cũng phải tầm được 12 đến cũng gần 20 đấy ạ. Cũng phải tầm được 16 đấy ạ. Centimet, đấy là đường kính đo sát gốc. Thoát được cho khoảng tầm 1m2, 1m3. Tổng chiều cao 5 đến 6 mét. Đấy là cái cây đầu tiên nhé bạn nha. Còn cái cây thứ hai ạ. Cây thứ hai gốc rất to luôn ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy nha. Cái gốc này của nó đường kính chắc cũng phải tầm được 40 ạ. 1, đó, 2. Thân thì đỏ. Bật ra là các bạn nhìn thấy đây. Rất là đỏ. Đấy, cây thì đã đánh đảo và đã ra được các cái lớp lộc kia là rất đảm bảo rồi. Cái độ thoát thân của cái cây này cũng phải tầm được 2 mét. Tổng chiều cao của cây cũng được 6 mét, hơn 6 mét ạ. Các bạn có nhu cầu mua một trong hai cây chay hoặc cả hai cái cây chay rất đẹp như này thì vui lòng alo sớm nhé bạn nhé.